Chào mừng đại gia đình mua nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm nhà phố với diện tích rất là khủng khiếp, ngang 5m2, sâu 18m, nằm ngay trên trục đường chính cây châm Nguyễn Văn Khối, thuộc phường 8 quận Gò Vấp nha. Căn nhà này hướng chính là hướng đông bắc, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Diện tích rất đẹp, ngang 5m2, sâu 18m và đang được chào giá bán là 9 tỷ 500 triệu đồng, giá vẫn còn thương lượng nha. Nhà này thì nằm ở cuối hẻm, chúng ta có thể đậu xe hơi trước nhà vô tư luôn. Một căn nhà tặng full nội thất lên tới phải tầm 600 triệu đồng. Và phòng ốc thì cực kỳ rộng, có thể chơi bóng bàn, đánh cầu lông trong nhà được luôn. Cuối hẻm và hẻm khá là rộng nha. Hẻm rộng tới 7m, chúng ta có thể đậu xe hơi trước nhà vô tư. Hẻm một sẹt sát trục đường chính cây châm nha. Hẻm cũng khá rộng, xe hơi chạy vô tư vào đây. Nhà thì rất đẹp rồi, rất là sang rồi. Anh chị cô chú nào đang xem video thì hãy alo ngay về tới nhà đất Bá Hưng. Sẽ có một lớp cổng sắt phía bên ngoài, bên trong thì có cửa nhôm sinh pha. Mặt tiền làm theo kiểu hiện đại, trang trí rất đẹp, rất là sang nha quý vị. Ốp nhựa phía mặt tiền. Nhà thì trang trí theo mẫu thiết kế mới lạ và rất là đặc sắc. Căn nhà này hướng đông bắc nha, giá bán là 9 tỷ 500 triệu. Sẽ có khoảng sân khoảng tầm 3m, chúng ta thoải mái đậu xe máy lên tới phải tầm 5 đến 6 cái xe máy ngoài này này. Cửa nhôm sinh pha phía bên trong. Trong đây là khu vực gara đậu ô tô, chúng ta thoải mái đậu hai xe hơi trong nhà nha. Được ốp sàn gạch 80, tường được sơn hiệu ứng. Nhà thì thiết kế từ kiểu tầng lửng ngược, rất đẹp, rất sang. Ngang rộng tới 5m2, sâu 18m. Thiết kế kiểu lệch tầng nha mọi người. Cầu thang thì được là đưa từ sau ra. Trong này thì có tivi 65 inch, sofa và ốp sàn gạch 80. Trồng một cái cây khế trong nhà. Nhà rất đẹp, rất sang luôn nha quý vị. Có giếng trời rửa cực kỳ thoáng mát này. Rất thoáng mát và sang trọng. Phía sau thì chưa có thêm một cái giếng trời nữa nha. Nhà trang trí rất đẹp, rất sang. Đấy, hai giếng trời rất là thoáng luôn, nở hậu 5m2, cực kỳ rộng, cực kỳ mát luôn nha quý vị. Anh chị cô chú nào đang xem video thì hãy nhanh tay gọi về nhà đất Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình của anh chị. Hotline Mobi sẽ là 0933 830 756 và số Viettel sẽ là 0355 65 4877 nha anh chị. Rất đẹp, rất là rộng rãi, rất là thoáng mát luôn. Giá bán là 9 tỷ 500 triệu, giá vẫn còn thương lượng. Cùng em di chuyển lên trên. Ở khu vực này chúng ta được ốp gạch rất là thoáng nha. Trên này là khu vực phòng bếp, được ốp sàn gạch da gỗ, tủ gỗ An Cường, có tủ rượu phía bên tay phải, phương đứng hết luôn. Phòng bếp rất rộng nha, rất thoáng mát. Nhà phải nói là rất đẹp, rất là sang rồi. Anh chị cô chú nào quan tâm đến căn siêu phẩm nhà đẹp này thì hãy gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng nha. Đây là một siêu biệt thự mini phố rất là tuyệt vời, rất là sang trọng. Ở đây thì ngay gần với công viên Làng Hoa, rất gần với chợ đêm Hạnh Dương Tây, và chúng ta di chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất khoảng tầm 5 phút đồng hồ thôi. Chúng ta cùng em di chuyển lên khu vực phòng ngủ nha. Hai bên tường cầu thang này ốp gạch hết, rất là sạch sẽ này. Trên đây vẫn được ốp sàn gạch da gỗ. Chúng ta có giường 2m2 kèm với tủ quần áo, kệ tivi và máy lạnh nha. Phòng ngủ rất rộng, chúng ta có thể đánh bóng bàn, chơi cầu lông trong nhà được. Phòng ngủ cực kỳ to luôn.
bên ngoài có ban công đúc 1m2 và cửa nhôm sifa. Khu vực phòng phía trước này thì chúng ta được sử dụng khu vực phòng tắm thì có bồn tắm nằm rất rộng, rất thoáng, rất đẹp luôn. Anh chị cô chú nào quan tâm thì hãy gọi về tới nhà đất Bắc Hưng nha. Toilet thì bồn tắm nằm này, bồn cầu khối, có cửa sổ ra ngoài cũng rất là sang nha quý vị. Di chuyển lên phía lầu, phía phòng ngủ số 2 thì được làm giật cấp. Phòng phía sau này cũng khá rộng nha, có giường 2m, tủ quần áo và toilet ở phía trong cùng, máy lạnh đầy đủ hết luôn. Chúng ta chỉ việc xách vali về ở thôi. Một căn nhà rất tuyệt vời, rất là hợp lý cho anh chị mua để ở làm văn phòng công ty hoặc chúng ta mua cho thuê. Thiết kế cực kỳ sang, cực kỳ đẹp mắt. Giá tiền là 9 tỷ 500 triệu nha quý vị. Và di chuyển lên lầu 2 thì chúng ta cũng được làm giống như phía dưới lầu 1 nha. Anh chị nào xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh của nhà đất Bắc Hưng và nhớ bấm chuông. Lầu 2 này giống y luôn, cũng có giường lệ, máy lạnh, tủ quần áo, kệ tivi, ban công phía ngoài. Phòng thì rất là rộng nha, rất lớn, ở một đại gia đình trong đây cũng được. Bên ngoài thì được trồng cây xanh với mẫu thiết kế kiểu hiện đại rất là mới lạ năm 2022. Thì anh chị nào mua được căn này chúng ta ở thì cũng rất tuyệt vời. Toilet thì chúng ta có bồn tắm nằm này, giống với bên dưới thôi. Trên này thì cũng giống như phòng ngủ phía dưới, cũng có đầy đủ nội thất như vậy nha. Và chúng ta cùng nhau di chuyển lên khu vực sân thượng, phòng giặt, phòng thờ. Phòng thờ này, phòng thờ ở giữa rất là thoáng mát. Khoảng sân thượng thì cực kỳ rộng rãi nha. Sân thượng được trồng cây rất là rộng rãi, rất là thoáng luôn. Đây, ốp gạch sạch sẽ và cực kỳ đẹp mắt. Trồng cây phía ngoài nhà thì rất đẹp rồi. Trên thì có máy nước nóng năng lượng mặt trời luôn. Phía sau sẽ là khu vực giặt và sân thượng phơi đồ, cũng được trồng cây và trang trí đèn led cực đẹp, cực kỳ sang. Video của em đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở những video lần sau nha. Xin chào.